ổn định chỗ ngồi. Ủa đâu hả Su? Không, cái máy quay phim. Đúng rồi, nhỏ xíu nè. Ê, hôm nay mình đi đâu vậy? Hôm nay mình đi Long Hải, Long Sơn. Ăn gì vậy? Mình đang ăn gà nướng muối ớt. Tốt đẹp á. Ok các bạn, hôm nay mình sẽ đi một vlog đi du lịch nhẹ. Trang điểm dừng chân đầu tiên là gà nướng Long Sơn. Đi ngay quốc lộ 51 phải ghé gà nướng ăn. Ốc bóng tay xào, cháo hào lớn, nghêu xào. Nhỏ này bán gà này. Cơm chiên Dương Châu. Ăn cơm chiên đi. Hay vậy? Ok, hãy ăn nào. Tồi lô. Anh ở đây ta mà bán đặc sản gà thì ăn gà. Ý là có ai muốn ăn, cái nào ăn nào, cái nào gì đó. Vô chỗ này mình đồ ăn thịt ngon. Nghe không? Cái trời ơi. Lái ship. Lái ship mà. Lái ship ta. Ghê vậy lắm. Ăn luôn rồi vậy. Yeah. Gà đã tới rồi các bạn ơi. Tô ảnh đi. Nói gì vậy? Có quyền chặt chém đi. Cái lịch trình ngày hôm nay có xích ghế qua chút nè con. Mẹ ơi, đợi xíu rồi, mới buổi trưa thôi mà muốn xỉn rồi. Mới buổi trưa đâu, uống tiếp đi. Mới cái giờ này mà xỉn gì à, uống dở lắm. Mới chưa đi chơi đâu, muốn tắt rồi. Ok các bạn, bây giờ tụi mình đã có mặt tại Vinco Long Hải. Thì hồi đó giờ luôn là mình chạy ngang cái chỗ này trong cái dịp lễ mà mình chưa bao giờ mình tới Vinco hết đó. Đây là lần đầu tiên mình tới luôn, hơi bất ngờ xíu. Vô thôi các bạn. Dưới đây là bãi tắm của Vinco. Đặc quyền của danh đại luôn. Cả cái chân cảnh đặc quyền ấy. Giá cho chút chút chút. Không, đây là chút cái chưa rồi đây. Dẫn bút vô nè. Đi ngang xong rồi mình, mày nói luôn ơi. Mình nói lịch sử luôn. Trên mạng thôi. Đọc mạng sao? Là cô đi đâu không biết nữa, đi ngang đây nè xong rồi bị đắm thuyền. À. Người ta mới vớt vô gì đó rồi lập đền thờ luôn, cô rất là linh. À. Cô giúp đỡ gì này kia ngư dân rồi đó. Ok. Ở dưới là bãi tắm với cô luôn. Cũng rất là nổi tiếng ở Long Hải nhưng mà giờ chắc mai tắm, mai tắm resort. Thằng này đi cái chụp cái cản đường. Vui vẻ quạo nha. Quạo không? Vui vẻ quạo à. Lần lên tới tay luôn á. Ồ, trên kia đẹp. Ra kia đồng, cậu cậu. Ra kia đẹp mà cậu. Trời, đẹp quá ha. View đúng ác luôn á. Trời, nói gì nữa. Vô địch luôn. Bên kia có bãi tắm kìa. Có mấy cái dù đó. Chắc resort đó ngoài hả? Cấm bán nhang đèn vé số. Đây là mấy cái ghế của mấy người quyên góp. À, biển đây đẹp quá, biển đây sạch hơn Vũng Tàu rồi. Thấy đâu có ai tắm đâu, đâu có rác gì đâu. Đây sắp mưa rồi, nắng quá. Mưa rồi, nhiễu giọt luôn rồi. Hay giọt. Thôi vô đốt nhang đi. Đây là một phần lịch sử mà người ta còn ghi lại các bạn lập. Vinco là một kiến trúc huỳnh tráng, nằm tại sân văn hóa. Đây là đang trên đường đi toilet. Thì từ ngoài tuốt ngoài kia các bạn phải đi một khoảng rất là xa đến cái toilet rồi các bạn. Nhưng mà cái khúc đi toilet này nó cũng chill, cũng mát mẻ. Nói chung về mấy cái chỗ này thì không khí nó khác Sài Gòn rất là nhiều. Yeah. Cảm thấy bình an xíu. Giờ chỗ đây là an bình luôn nè. Bây giờ là mình ở đây cái bãi biển mà ngay Vinco nhìn thẳng ra các bạn.
ngay cái đền Vinco nhìn thẳng qua. Kem 10.000. Lúc đầu nhìn trên kia thì nó sạch hơn Vũng Tàu, chứ xuống đây thì nó cũng vậy vậy các bạn. Nó cũng có một cái luồng biển, cũng không khác biệt lắm. Nước thì hơi đục. Có thể là hồi ra ngoài resort chỗ mình muốn là cái villa thì có thể là nước sẽ trong hơn xíu, hy vọng là vậy. Đó, cái bãi như vậy thôi. Cái bãi ngay Vinco giống như vậy. Ra tới đó. Anh có cái chỗ lá cờ đó. À, ồ, cái đẹp ha. Cây cổng không đầu tư luôn. Mình móc từ xa. À. Đầu tư luôn. Số 8 ở đâu anh ơi? Rồi, số 8 đi thẳng vô hả? Chùa có chiếc xe ông ta đó. Rồi, ngay đó luôn. Rồi, chứ sau đây là đứng đợi mình kìa. Yeah. Đang trên đường vô villa các bạn. Ủa cái này cái villa hay cái resort ta? Cái villa cà phê. Villa Long Hải. Căn à. Ừ, ở đây mấy cô mà nhậu rồi tụi. Ok các bạn, cho bây giờ thì mình đã tới cái khu villa để nghỉ dưỡng của gia đình tụi mình book rồi. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn ra coi cái bờ biển, có cái view ở đây nó như thế nào. Hơi gió xíu nha các bạn, nói chuyện hơi ồ ồ xíu nha. Trời ơi. Quá trời quá đất. Để nó hồi đăng story chơi. Ok. Vô. Gió quá cậu ơi. Gió quá. Gió quá. Ừ, ngoài gió quá. Mua nhiều hả? Số. Ok. Ôi phải bỏ dép ngoài hả? Bỏ dép ngoài. Bỏ vào đây nè. Ui. Lạc quá. Ủa sao tối thui vậy? Ồ phải, đây mới kiến đèn. Chưa bỏ đèn. Bật đèn đi. Wow. Ủa đây còn có hồ bơi nha các bạn. Đây quay mấy cái MV mà rap được nè. Ồ, view quá đẹp luôn. Nói gì nữa. Rồi, bật đèn rồi đó. Này đầy đủ tiện nghi luôn vậy hai. Đây là cái phòng. Đây là cái phòng ngủ, một cái phòng ngủ. Không biết tối nay ngủ ở đâu. Để bật đèn lên. Ok. Để coi check out cái quá trời gối luôn này, cho mấy đứa lắc hay gì chạy. Đi lắc cái tập thể vô đây nha. Đây là phòng tắm. Yeah. You see me motherfucker. Ok. Tương đối cũng sạch sẽ. Đó hồi mình sẽ để cái địa chỉ của cái chỗ này ở trong cái phần description. Ủa bên đây là gì nữa? Mấy phòng nữa hả? Ủa? Wow.
phòng đây nha. Thêm phòng hay nữa hả? Không, thì tôi nguyên các mình à. Ủa, hai phòng mới đồng? Mấy phòng? Không. Ủa, còn cái lầu của ai nữa? Còn như của mình luôn sao á. Quá, cái gì đầu phòng nhiều dữ vậy? Ba phòng mới nhiêu mà. Ồ, cái này xuyên vô cái phòng nãy. Ok. Đây nè. Đâu, mở cái thử coi. Ủa, này mở cái đầu hết, cái đầu đựng. Ba phòng dưới chứ. Bên đây một phòng. Ở đây phòng. Ồ, còn cái lầu của ai anh? Trên lầu 2 phòng. Trên lầu 2 phòng liền. Lo động. Bật đèn bật đèn. Đừng các bạn lên coi mấy phòng nữa nha, nhà phòng bự ghê. Yeah. Đâu má. Ủa, quá mẹ nó. Ừ, mở đây nè. Rồi, ra. Nói gì nữa. Chiêu. Đây nhìn thấy hồ bơi luôn á. Bên trái hả? Đồ, anh bật đèn lại đây. Không có lá hận nữa. Đồ. Wow. Bự quá. Đẹp quá hả? Rồi. Ủa, còn trên đây nữa hả? Thôi đéo đi nữa, mệt rồi. Đây. Trên đó sân thượng. Paranormal luôn. Đẹp quá. Rồi, ủa này là một này một đêm thôi. Ở này một đêm nhiêu xu? Hả? Một ngày nhiêu ạ? Mấy triệu á. Ghê à? Wow, này đi lắc tập thể ngon. Dù gì? Đi. Má sinh nhật nhỏ gà là tổ chức trên đây là đủ má chắc cưới luôn. Cấp đi anh ơi, cấp này đi. Ủa, còn hồng nữa hả? Đi lên luôn. Má sinh thưởng. Phải không? Mọi người ơi, Lên lầu sinh thưởng này nhanh lên. Ở này quán trường mà. Đầu. Mọi người ơi. Má như thiệt vậy. Ủa má nãy trời đụ má chết tao luôn rồi. Má nãy giờ tưởng nhà sập lắm đi mẹ. Đây nè. Má nãy giờ tưởng sạch lắm. Má. Má giờ còn coi vớ rồi hả? Hay đi vớ. Thì thấy cảnh biển thôi. Má mà trên đây chứ không cần xài tới đâu thưa ơi. Trên đây mấy đứa họ đang chơi hàng nó lắc có lên nên nằm nghỉ dưỡng. Ôi mày đi dơ quá à. Trên đây sao mở cửa sổ cho mát. Trên đây mở cửa sổ và đẹp lắm nhưng mà dơ. Dơ quá sao trên đây chưa phi. Thôi chứ đây đẹp được rồi. Ê tối tôi ngủ dưới lầu nha. Đâu? Đây nè. Toilet. Các bạn thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi mình mang theo những gì ở trong cái chuyến đi kỳ này. Ok, thì trước tiên là phải có giày rồi. Opera UNC với lại mấy bộ đồ để mặc xe cua, một cái quần cục của Dirty Coins, cộng với cái này. Yeah, dưới đây là một cái áo jacket. Thì mình không thực sự không biết cái chỗ này nó có lạnh hay không lạnh, nhưng mà mình phải mang theo cái áo jacket để cho nó chắc để cho nó chắc chắn các bạn. Đây là cái áo jacket có tên mình. Tại sao thì đây là một cái bộ jacket collab giữa mình và Dirty Coins, mình với lại Khoa Sen là founder của Dirty Coins, thì mà tụi mình design ra cái mẫu áo này. Có phần phản quang với tay áo. Thì tụi mình cũng có sở thích nhiều cái chung với nhau lắm, với lại đặc biệt là mô tô. Thì cái áo này đã để dành cho kiểu như tặng cho anh em nào mà thích đi phượt này nọ, thì có phần phản quang ở hai tay lái. Là cái kiểu này cũng là streetwear nữa, nó cũng ngầu nữa. Ok. Với lại cái là một cái tee nữa. Ngoài cái đó sẽ còn ra một trong cái bộ collab này, sẽ có một cái túi và một cái áo. Đây có Andy Vũ và Khoa Sen Dirty Coins. Yeah, còn đây là cái phần túi đây để mình đóng dây kéo lại cho các bạn coi cho kỹ hơn. Đây là cái phần túi. Thì bộ collab này sẽ có gồm 3 sản phẩm là áo jacket, chỉ lại một cái thi và một cái túi. Ok, giờ mình thay đồ mình xuống dưới mình đi chơi coi.
hơi bờ bộn một xíu. Ê, xin lỗi. Xin lỗi bà Tư. Hey hey. Nhảy nè. Đùa thôi. Biết bơi không bút? Ây da. Giờ vô kia coi mấy người kêu hoạt động ở trỏng như thế nào. Sao mệt hả bà Dân? Ốc Hương, Ốc Hương hả? Trời, Ốc Hương con này bự vậy. Ê, còn trong Sài Gòn có chút xíu xíu à. Đúng rồi. Ăn cho 30.000 đúng không? Đúng vậy. Sao không biết hay vậy? Ăn chỗ gì 30.000 còn cái này 30.000. Bà lên lớp là YouTuber hay gì? Đúng rồi. Ờ, oh, trời ơi, up lên kênh của Andy Vũ luôn cho tôi. Thôi vô nha, vô đi. Bữa nay làm cái này cá gì vậy con? Cá dứa. Bỏ à, mình tới sớm quá, chưa có xong rồi. Cậu mở coi cái này vô gì cậu. Trời ơi, nói gì nữa? Hả? Bự vậy? Con số biển. Đã dở lắm. Còn bên đây cậu? Cái này canh chua cá hú, cá... À, hai con cá đang làm kia hả? Đang làm. Wow. Quá ghê. Ủa, còn đồng với xu có tiêu rồi, đi tắm hả? Chuẩn bị làm một bữa khang trang nha. Ô, gà nãy nè. Gà nãy ăn Long Sơn còn mấy bạn. Chuẩn bị quốc một bữa thịnh soạn. Gì đó. Đang đánh bên kiếm thêm chút đỉnh. Lỡ thua rồi sao? Trời, một ngày đi làm rồi đi chơi vậy rồi lỡ xã hội sao, lỡ tìm kiếm may mắn trên mạng, hiểu không? Mà chơi là thật sự luôn, ăn hay không, thua hay không là do mình. Mình có nhiêu mình chơi, nhiêu mình chỉ giải trí, đúng không? Chứ đâu phải là mình dù mình có 5.000 mình chơi 50.000 đâu. Giải trí thôi, ok. Còn mày không thích chơi mấy cờ bạc thì cái đây cũng có game nữa nè. Nè. Có liên minh huyền thoại, có Dota, có tùm lum CSGO, có bắn cá này nên nè, có slot game, có poker, có thể thao, có tin tức, có casino, có tùm lum tà la đó. Giải trí thôi mà. Ok. 138. My reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on not loving. Maybe time told us that we were different. Did it break you down? Thank you.
Chào buổi sáng các bạn. Thì tối hôm qua thì các bạn cũng thấy rồi đó, ăn chơi xỉn quá nên mình đi ngủ sớm. Còn bây giờ thì bắt đầu ngày 2 trong cái cuộc đi du lịch kỳ này. Thì đó là hỏi điểm kế tiếp thì mình không biết ở đâu đó. Mình chắc nghĩ là sẽ đi đến một cái ngôi chùa có nhiều chú khỉ. Nhưng mà trước tiên chúng ta đi ra biển một lần nữa ha. Cái biển nắng này nó khác với cái nắng mà hôm qua các bạn. Má không biết mang cái này ra có sao không? Kệ chơi luôn. Hôm nay đỡ gió hôm bữa nè. Hôm qua chứ lộn. Yeah. Mẹ đôi dài tôi rồi. Vâng, giờ đây là cái bãi biển của gần cái khu mà villa của mình mướn các bạn. Yeah, cũng có một người tắm. Còn má ngoài đây chụp hình rất đẹp lắm á. Mẹ nó mà không có ai chụp giùm hết. Tại vì hồi sáng gia đình mình đi ngủ chơi mà mình ngủ mẹ nó rồi xỉn quá. Sống đánh là cái đùng cái ướt cái đôi dài thì chết. Tạm thời là xung quanh vậy thôi. Má bên kia đẹp quá trời. Tôi phải làm sao mà để chụp hình đẹp đó. Cái lý do mà tại sao mình mà mang cái đôi dài này đi trên những cái mặt địa hình giống như vậy là mình tự tin đó các bạn. Tại vì đôi dài mình có dán son này. Thì cái miếng son đây á là nó cũng như bảo vệ cái đế dài của mình, các bạn không cho cát đất rồi vô những cái lẹ lõi bên trong này nè. Thì bạn nào ở cần dán son đi qua 236 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, số điện thoại là 0933760933. Đó là tiệm vệ sinh dài và dán son của mình. Thì mình cũng có phân tích nhiều lần là các bạn tại sao các bạn phải dán son trên một cái đôi trôi đình hoặc là những cái đôi dài là các bạn yêu thích. Thì nó những cái đôi dài á, đôi nào nó cũng đều có cái kẽ của nó đó, cái kẽ mà răng như đó. Mà khi các bạn mà đạp vô những là sình đất thì nó sẽ dính vô trong rất là lâu và đặc biệt rất là khó vệ sinh. Còn miếng son này á là nó làm cho cái bề mặt của bạn nó bám luôn, nhưng mà nó kiểu như là che lấp mấy cái lõi lại hết trơn rồi. Cho nên chỉ cần lấy giấy mà hay lấy khăn phủi nhẹ cái đã ra rất là dễ vệ sinh. Chứ lại nó bảo vệ cái đế dài của mình nè. Ok. Tình hình là bây giờ đi có một mình nè, mà muốn chụp hình với cái khúc này sao đi, phải làm cái gì này. Mình phải làm cái tấm cát lên để mình cắm cái điện thoại lên như vậy nè. Đó, để cho nó tự chụp. Ok. Để đây. Okay.
Ê giọt. Vô 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 vô, nắng quá rồi. Vô hết nổi rồi. Chứ mấy là sợ chị chờ không chịu chờ không chịu hết bình thường. Rồi dâu luôn ơi, dâu chung luôn ơi, chờ vui. Mấy khúc này để bữa mới đã. Sao mới đã. Này đợi hỏi đông xíu mấy bữa được rồi. Lâm Nguy cái gì á, mình quên mất tên. Ồ, trên kia có núi à. Ủa không có khỉ á chị? Có. Đâu? Không có khỉ luôn. Có hả? Ừ. Đây kiếm nè. Vô đây kiếm. Vô đây kiếm vật trước sau kiếm khỉ sao? Sao thấy nổi, xa quá. Ờ, đó phải không? Đang làm lễ luôn á. Ok các bạn ơi, tới vô chánh điện rồi, mình tắt camera xíu nha. Hồi nãy mình mới thấy mấy bạn khỉ đây nè các bạn. Nó mất tiêu rồi. Sau của thiền viện kìa, mới thấy kìa các bạn, thấy bạn thấy không, ở ngay tượng Phật Bà Quan Âm có một bạn khỉ, còn ai nữa không xuất hiện quay phim chơi. Ở đâu Đồng, đi kiếm, đá đẹp quá Đồng, đá đẹp ghê, kinh, không có con khỉ có con chó, đá thiên nhiên luôn à. Ủa đâu hết trơn, mới thấy mày mà. Dạ thưa thầy. Dạ khỏe. Một cái đá này mình khắc cái sao thầy? Hả? Đá này mình khắc cái ừ sợ mình mất giảm giáo lên nè. Mấy cả cái cung trời mấy cái gốc này lâu lắm á. Mát mẻ quá. Này phải không? Let's go. Chúng ta đi khám phá. Ờ, chạy mất tiêu hết trơn rồi. Wow. Ui, đẹp quá. Trời ơi nè. Đẹp. Đồng ơi lấy giày đi đi. Úng ơi, Mai ơi. Đẹp quá đi Mai ơi. Trên kia cao quá đi chứ không nổi rồi. Có đường đi mà. Thôi, đi đây thôi. Đẹp quá hả? Trời ơi. Thôi, chụp khúc này đẹp nhất luôn á Thu. Khúc này hả? Ừ.
Ừ, ngồi trên đá nè. Ừ. Cây. Thì tao phải nằm dưới đất hả? Đúng rồi. Bứt dậy. Bây giờ chuẩn bị leo núi. Trời dở lắm. Ủa? Cái đường kia đi đâu vậy? Cái này là đi thẳng lên trên núi luôn các bạn. Nó tình hình là vừa xa vừa nóng đó, tụi mình phải quay lại. Nó chia mà lên tới chảnh này. Không được rồi, không nổi rồi. Chắc có lẽ là duyên mình tới đây thôi. Ok các bạn, cho đây là một thử thách lớn. Mình sẽ mang ốp quai UNC leo lên tới cái đỉnh núi đó để chụp hình chung với lại cái bia đá đó. Được được, đâu ơi, đâu ơi, ông lên 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 đi 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 xu lên ông xu thôi đúng lên luôn à má này té một cái ở đục hết à yeah thôi mày đứng lên mày té. Mới nghe tiếng. Đây thấy rồi các bạn. Một ngọn đèn tâm mắt Phật sinh, truyền nhau bốn mắt ngó phân minh. Ngọn đèn mãi mãi gì? Mãi chói sáng vô tận. Trao gửi thiền lâm dạy hữu tình, thiền sư chân nguyên. Yes. Ok, giờ mình chụp hình nha. Xuống mới khó rồi các bạn. Bây giờ tụi mình phải bò xuống. Tụi mình phải ngồi xuống. Ủa sao mày đi bình thường vậy? Thì đi nghiêng nghiêng ra một chút. Vậy hả? À, ghê quá. Trước đi. Thôi mày trước đi. Có gì tao lăn tao mày cản được. Đây, ok rồi đó. Má banh được ốc quay luôn rồi. Crease luôn rồi, má bị crease luôn rồi. Kệ nó chơi luôn. Yeah. Finally. What's up homies? Đây, mấy người anh em của mình. Yo. Hello. What's up bro? Ê, ở này khỉ đít đỏ hả ta? Gì đâu ngồi chơi thôi mà, có gì đâu chạy kìa em. Trời ơi, nó cự lại con rồi tới không? Thôi đừng chọc anh ơi, rồi nó cắn em giờ kìa. Mày chúng ta luôn ăn chuối vô mày, lại cắn mày liền rồi, tao đâu. Tao thảy ra chuối vô mày, lại bụi vô bọc mày liền á. Bây giờ tụi nó ổn định rồi á, tụi nó nhồi gì lắm á, tao cho tụi nó ổn định rồi đó. Nó no rồi đó. Thôi được rồi, được rồi. Nó no rồi, nó đang cực kỳ luôn, nó không cắn bộ. Người đâu. Để nó xin thêm nhiều mặt. Yeah. Mấy người anh em. What's up bro? Nó nhiều thiệt. Nó nãy nguyên bọc luôn á. Dạ. Nó bịt chú luôn. Chú. Nó trắng bút là bút. Gái gái gái. Con nó bị gì ta? Con nó già lắm rồi, nó không ăn luôn á. Đây. Rồi lên được.
con lấy một trái chuối để đưa con nhà. Nè, lại giờ cái qua luôn đây, giờ cái cọng dây nè. Nè. Rồi đó rồi. Trời, giái bự ghê ta. Giái và bá luôn. Một ăn như con người thôi, thấy không? Ăn nhanh lắm. Thôi. Ăn nhanh cực kỳ luôn nha. Ừ, có con khỉ con kìa. À, khỉ con là chắc khỉ mẹ nó dữ lắm á. Phải, con dám, nó sợ mấy con này. Nó sợ mấy con này trắng kìa. Trời, chạy ghê. Các em nhỏ cẩn thận giữ khoảng cách an toàn cho lúc khỉ ăn. Trời, mất dạy mày. Mày mất dạy. Dành ăn các bạn. Ê, còn con khỉ nè Thu. Nè. Làm ở kìa. Đúng rồi. Úc hương. Ok các bạn, và bây giờ cũng có thể là cái cảnh cuối trong vlog này, và mình cũng hẹn gặp các bạn vào vlog kỳ sau luôn. Thì mình là một con người kiểu như rất là bận rộn, mình ít có khi nào mà đi ra Sài Gòn chơi lắm, chứ là trong đầu mình là không có nghĩ tới cái việc mà đi du lịch luôn. Nhưng mà sau khi mà đi du lịch tới cái chỗ này Long Hải á, thì một ngày một đêm thì mình thấy giải trí được cái đầu óc. Nói chung là mình bận cái nào thì mình cũng nên dành thời gian cho bản thân mình chút xíu. Đó là lời khuyên của mình thôi. Lúc trước mình rất là cứng đầu, mình ở nhà không mà mình không muốn đi đâu, mình chỉ muốn suốt ngày cắm đầu công việc không mà. Rồi dẫn đến là nhiều lúc mình bị kiệt sức, mình bị stress. Nói chung là có nhiều người là để sinh ra để đi làm và đi du lịch thôi, cái đó là sở thích của người ta. Thì lúc đầu mình không nghĩ cái đó là bổ ích lắm, nhưng mà sau khi mình đi thì ok, mình thấy nó cũng có nhiều cái hay. Nói chung là mình mở mang được cái thoáng, được cái đầu óc chút xíu. Và sau khi đó quay trở lại Sài Gòn thì tập trung tất cả những công việc còn lại. Thì sắp tới mình sẽ có một bộ collab của mình với lại Dirty Coins. Thì mong các bạn chú ý đến sản phẩm đó. Nếu thấy có đẹp thì ok, ủng hộ, mua thôi. Ủng hộ mình và khoa sen như Dirty Coins. Ok, và hẹn gặp các bạn vào vlog kỳ sau. Peace. Các bạn có thấy cái núi này nó hình giống con gì không các bạn? Đây thật sự là cái đá tự nhiên, nhưng mà các bạn thấy không? Đây là cái đầu con rùa và đây là cái thân con rùa. Các bạn nhìn kỹ đây, cái giống con rùa không? Ok. Thì bây giờ mình đi lên đây một cái nữa. Trên đây còn một ngôi chùa gốc. Đây. Đây là cái chùa original, là cái chùa đầu tiên. Rồi sau khi đó phát triển những cái chùa mà tụi mình mới đi vô hồi nãy á, là những chùa sau này được phát triển thêm. Còn trên đây là chùa gốc. Mình ở đây mình lại phật cái mình về. Và sẽ khép cái blog này lại. Dạ dạ, con lên con lại phật cái con xuống liền. Chưa về đó. Có khô kìa. Ấy. Cho này cho ăn hả chị? Thử em. Thử ngon không? Hôm nay mình có mực bột nắng không ta? Ngon dở không? Ngon không? Ngon dở. Ấy, Động có bán khô mực không mày? Khô mà ăn. Cái khô có sẵn á. Cái khô uống sẵn phải không? Ừ. Rồi tất cả các sản phẩm hôm trước nãy là của mình kìa. Sẽ được tặng một cùng loại và hải sản khô, hải sản tươi sống, hải sản khô nắng, thực phẩm chay là và đặc biệt là cái bánh mì thì tổng trên một đó là một đó là 1,5 triệu thì sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Cứ 1,5 triệu là bốc một thăm, rồi 3 triệu là bốc 2 thăm. Cái nhân viên chúng ta đưa dọn cho khách. Sao rồi quá? Chúng ta đưa dọn cho khách. À này hồi mắm vậy không? Rồi chúng tôi được trí tặng một chai cho lớn các chị. Và đây là thực phẩm truyền thống, là các cơm ủ muối sau một 12 tháng là đưa ra giết rút. Và nước đầu tiên là mắm nhĩ 40 độ. Và thứ hai là cốt 30.
và đứng thứ ba là 25 độ khép bánh trái tim mini trong bao cái ủ á, cái giá cũng mở tim lên rồi. Đó là cái cách chúng ta mua nước mắm để về ăn sống thì chúng ta sẽ chọn mua là 30 và 40 độ các hàng linh khép bên đó thì bên đây cũng có đó bánh mua. Chúng ta mua nước mắm đi về ăn sống thì mua 30 và 40 độ mấy em à, nửa ký này nửa ký khô gà nè quốc nữa hả rồi bánh kẹo nữa có đầy đủ đặc sản bánh kẹo cùng mềm bắp trung nam. Nửa ký khô gà nước mắm 10 chai tặng 1 chai 10 hộp tặng. Rồi đặc biệt là khi tính tiền thì dạ, cộng trên một hóa đơn 1,5 triệu. Vì cá đuối hả? Cá đuối này là cá đuối. Cứ 1,5 triệu là không cảm ở đây á. Mắm 2 triệu là đặc biệt không cảm. Không tiền, rồi là mặt bàn, mặt máy, rồi